bố với quý vị tối hôm nay. Và theo kết quả của ban giám khảo đã quyết định, tối hôm nay người đầu tiên được chọn là Nguyễn Hùng. Các bạn xin Nguyễn Hùng bước lên một bước. Nguyễn Hùng. Hùng. Anybody? À, tức là anh kia tưởng mình rớt đi về rồi phải không? Ok, coi như là coi như xong rồi. Ok, you got the 7 of the glory, right? Ok. Người thứ hai được chọn vô là Trương Quỳnh Giao. Ok, you see that box? You win. Ok. Người thứ ba, thứ hai mà được vô giải là Cynthia Lê. Và cái bước vị mặc dù là cái đĩa nó bị hơi trùng trạng, nhưng mà dòng ca nó được giám khảo chấp nhận và đã đưa vô đây. Và cái thứ này, người kế tiếp là Thi Nguyễn. Và thí sinh thứ tư, và kính thưa quý vị, chào mừng lớn cho Thi Trần. Và chúng ta chỉ còn có 3 thí sinh nữa rồi đấy, thì nghĩa là chúng ta còn 6 và chúng ta chỉ chọn có 3 thôi. Và kính thưa quý vị, thí sinh kế tiếp được vô trong cái vòng chung kết, và kính thưa quý vị, Võ Nguyên Hiếu. Và có lẽ chúng ta thấy là phải nữ chúng ta hơi mạnh vào không em? 4-1. Right. Get 4-1. Thành đạt phái nam chúng ta phải ráng cố gắng hơn ngày ngày. Và kế tiếp, một tràng có tên lớn cho thí sinh kế tiếp được vô vòng chung kết. Và kính thưa quý vị, Trần Gia Lập. Thí sinh đầu tiên, thấy không? Tôi đã nói rồi, right? You in. Và kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất nữa thôi. Và kính thưa quý vị, xin mời 4 thí sinh còn lại, xin mời lên phía trước như vậy. Chúng ta lên phía trước này nhé. Come on, guys. Please do. Lên phía trước để cho mọi người được thấy. Chúng ta lên phía trước này. Và kính thưa quý vị, đây là 4 thí sinh còn lại, và chúng ta chỉ chọn có một thí sinh cuối cùng thôi. Và để vô cái vòng chung kết này. Sao quý vị thấy sao? Cứ nghĩ là phé nữ mạnh hay là phé nam mạnh? Come on, thấy chưa nè? Only one, right? Only one! Và kính thưa quý vị, một cái sinh ghế mà tôi xin giới thiệu với cái họ là họ. Và quý vị coi khoan đó, quý vị đã coi mấy phim trưởng, quý vị biết về nó. Tức là Võ Lâm Vũ Bá, nó có mấy họ. Trong cái bộ mà họ là vũ bán, của mấy họ. Remember, họ Đoàn là người giám hộ. Đại sĩ quý vị cho họ Đoàn nhất đâu. Và các thưa quý vị, xin là Đoàn chúng ta đứng vô trong hàng đó. Và chúng ta còn lại 3 thí sinh mặc dù. Và các thưa quý vị, đây, ba anh. Không có nghĩa là ba em thua đâu. Tại vì có thể là ba cái nhóm anh em bên kia nó bữa nay cũng được được ban giám khảo thiên vị hơn một tí. Ok guys, coming back next year. Xin quý vị một tràng lớn cho 3 thí sinh còn lại. Và ok, chúng ta xin mời 3 thí sinh còn lại, nhưng mà 8 thí sinh còn lại đứng lại tại chỗ. Ok, chúng ta thầy bắt tay để chúc mừng với nhau. Và xin mời 8 thí sinh vừa rồi xin đứng lại tại chỗ. Ok. Và xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay cho 3 thí sinh còn lại, một tràng pháo tay lớn với tinh thần phân nghề rất là cao. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại với nhau trong những kỳ thi kế tiếp nữa. Và kính thưa quý vị, xin mời cảm ơn. Và xin 8 thí sinh còn lại chúng ta đứng ở lại để chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Ok, 1, 2, ok, xin cảm ơn em. Ok.